Rồi, xin chào anh em nha. Lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Coi 68. Thì cũng như thường lệ mà thôi, tầm khoảng giữa tuần thì mình sẽ cho ra một video để mà có thể cập nhật cho anh em những cái diễn biến ở hiện tại nó như thế nào và sắp tới chúng ta phải đối mặt với những gì trong cái thị trường crypto này, để mà anh em có những cái bước chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho mình, cho những cái chiến lược giao dịch của mình một cách nó hợp lý nhất ngay tại cái thời điểm downtrend này. Thì anh em thấy đó, có phải là mình đã nói vào từ tuần trước là chúng ta hãy nên cực kỳ cẩn trọng trong cái khoảng thời gian tiếp theo phần còn lại của tháng 9. Bởi vì thứ nhất, mình cũng đã cho anh em những dữ kiện là tháng 9 của chúng ta, nếu mà xét trong một cái chu kỳ lịch sử thì tháng 9 của chúng ta hoàn toàn là không có khả quan, đúng không? Và dẫu chúng ta biết được rằng á, là những cái chỉ số tham chiếu ở quá khứ thì chúng ta chỉ nên tham khảo thôi, và hiện tại nó có thể thay đổi, nhưng mà những cái gì mà nó đã lặp lại ở lịch sử rồi thì chúng ta cũng hãy nên đặt nó lên bàn cân để mà chúng ta suy xét kỹ trước khi chúng ta ra quyết định. Thì cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, tức là về chỉ số thợ đào, mình cũng đã cung cấp cho anh em vào trong video tuần trước, đúng không? Rằng là bây giờ hầu hết những công ty thợ đào lớn, những tay chơi lớn, họ đã xả bit rất là nhiều. Đó. Và cuối cùng thị trường của chúng ta đã hoàn toàn là đánh gục tất cả anh em luôn, khi mà đã dắt chúng ta lên một cái đoạn gần 23.000 USD, đúng không anh em? Và sau đó đã crash trong vòng khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ sau, ngay sau khi cái tin tức của CPI ra. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mô tả lại cái hành trình đó ra sao để cho anh em. Thì tại sao mình nói với anh em là anh em hãy cực kỳ cẩn trọng? Tại vì á, thứ nhất, khi mà chúng ta đang ở cái giai đoạn gọi là giai đoạn lưỡng lự, ở cái video đợt trước mình cho anh em là 19-20.000, đúng không? Rồi sắp tới, thứ nhất, thợ đào, những cái người mà được xem là phòng tuyến cuối cùng, họ cũng đã xả ra rồi. Thì cái việc mà đẩy giá bit lên cao ở cái ngưỡng mà mình thấy rằng rất nhiều anh em mong muốn, như là ở tầm khoảng là 25, 26 và thậm chí 30.000, là dường như chúng ta không có bất kỳ một cái động lực nào để lên tới đó cả. Và chúng ta quên mất một cái điều rằng là hiện tại chúng ta chỉ đang ở trong một cái nhịp hồi nhỏ ở trong cái giai đoạn downtrend dài hơn mà thôi. Vì vậy nên cái sự kỳ vọng của anh em, những cái sự mà chúng ta đã hơi hừng quá mức, thì đôi khi chúng ta cần nên suy nghĩ kỹ lại. Đó, và mình cũng đã nhắc rất nhiều anh em ở trong cái video đợt trước rồi. Và riêng cá nhân của mình thì trong vòng một tuần qua mình không hề giao dịch gì cả, và mình hoàn toàn đứng ngoài thị trường. Đó. Thì cái việc đầu tiên thì chúng ta đã bị gì? Đó, thì cái việc đầu tiên là anh em thấy ngay sau khi chúng ta đã crash xuống một cái cú gọi là 18.500, đúng không? Và sau đó chúng ta phục hồi dần lên. Và trong 3 ngày tiếp theo thì anh em đã thấy BTC đạt được một cái động lực rất là mạnh để mà có thể pump lên ở trên 22.000 đô. Đầu tiên đó là chúng ta hãy nói về cái bình luận của chủ tịch SEC đi. Thì ông Gary Gensler đó, ông có trong một cái buổi phỏng vấn ở tầm khoảng là khoảng thứ 6, thứ 7 tuần trước đó anh em, thì ông có nói rằng là đối với ông, đối với cái quan điểm cá nhân của ông bây giờ, thì hiện tại trong tất cả những cái đồng coin đang lưu thông trên thị trường đó, thì chỉ có Bitcoin và Ethereum thì ổng không có coi là chứng khoán mà thôi. Đó, thì cái đó là theo cái lối suy nghĩ của mình. Nhưng mà trong cái lời mà ông khẳng định ra, thì trước đây là ông cũng đã từng khẳng định là Bitcoin là không phải là chứng khoán. Đó, còn Ethereum á, thì đối với cá nhân của Gary Gensler thì ông không có nói Ethereum là không phải chứng khoán nha. Nhưng mà chúng ta hãy lật lại vào năm 2017. Đó, chúng ta cũng có một cái cựu chủ tịch khác của SEC, đó chính là ông William Hinman. Thì cái ông này đó, vào năm 2017, ông cũng tuyên bố rằng là Ethereum không phải là chứng khoán ha. Vậy thì chúng ta kết hợp hai cái dữ kiện đó lại cùng với cái bài phỏng vấn mới nhất của Gary Gensler, khi mà ông nói rằng là bây giờ đối trên cái quan điểm của SEC là SEC sẽ tiếp tục quản lý những cái đồng coin đang lưu hành trên thị trường, đều liệt nó vào cái danh mục gọi là chứng khoán, và chỉ duy nhất một số đồng coin SEC xem nó là hàng hóa mà thôi. Vậy thì chúng ta có những dữ kiện là Gary Gensler trong vòng khoảng vài tháng trước vừa khẳng định là Bitcoin là hàng hóa. Và trong năm 2017 chúng ta cũng có một lập luận của William Hinman, cũng là một cái ông cựu chủ tịch đó, cũng là hàng hóa luôn. Vì vậy nên có lẽ bây giờ đối với cái quan điểm của SEC hiện tại là chỉ có Bitcoin và Ethereum là trường hợp ngoại lệ mà thôi. Vì vậy anh em thấy ngay khi mà cái tin tức này đưa ra một cái là Bitcoin đạt một cái động lực, nó như kiểu là được gắn tên lửa vào mông vậy anh em. Bay rất là kinh khủng, đúng không? Bay từ khoảng từ 19 lên 20, rồi từ 20 lên 21, và không có bất kỳ một cái sự điều chỉnh nào. Nếu mà anh em ở trong tuần trước, anh em sẽ thấy Bitcoin bay thẳng một mạch lên luôn. Đó, và việc gì nữa? Và SEC sẽ nói rằng là SEC sẽ đưa CFTC, là một cái cơ quan chị em đối với SEC, là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai, để mà có thể quản lý cái mảng crypto này. Ở đây mình gọi vui là một cái sự kiện tâm linh thôi anh em. Vì ở đây là nó có quá cái nhiều điểm trùng hợp mà mình cũng đã chia sẻ cho anh em quá là nhiều lần, đúng không? Tức là mỗi lần có sự xuất hiện của MicroStrategy ra một cái động thái gì đó đối với Bitcoin thì lập tức giá Bitcoin đâm ngay sau đó luôn. Và bây giờ nó đã lặp lại rồi anh em. Tức là sao? Tức là MicroStrategy đó
mặc dù vẫn đang bị lỗ từ khoảng 1,3 đến 1,4 tỷ so với 128.000 BTC đầu tư nha anh em. Tức là bây giờ MicroStrategy vẫn đang bị lỗ khá là nặng đó. Nhưng mà cái tham vọng của MicroStrategy muốn mua thêm Bitcoin là có. Và họ đã đưa ra một cái dự định là mở bán thêm 500 triệu cổ phiếu, 500 triệu đô cổ phiếu để mua thêm Bitcoin. Đó, một cái động thái mà mình thấy rằng là rất là liều lĩnh của MicroStrategy luôn. Nhưng mà ở đây thì họ chỉ đang dừng lại ở việc là họ lên kế hoạch mà họ muốn như vậy thôi, chứ họ chưa có thực hiện. Đó, nhưng mà ngay khi cái tin tức này đưa ra thì anh em đã thấy BTC của chúng ta vào ngày hôm sau nữa đã có một cái dấu hiệu của một cái sự lưỡng lự rồi đúng không? Mới chỉ là lưỡng lự thôi. Và cuối cùng thì cái điều gì đến nó cũng đã đến anh em. Chúng ta đã có một cái cú sốc vào tầm khoảng là tối ngày 13 tháng 9. Đây, tối ngày 13 tháng 9 khi mà Fed đưa ra một cái chỉ số CPI mà dường như là đi ngược lại với tất cả các dự đoán của các chuyên gia kinh tế toàn cầu luôn. Và cái ngược này sao thì mình xin giải thích rõ cho anh em ha. Tức là sao? Tức là cái CPI tháng trước, đối với cái CPI tháng này đó, thì cái CPI tháng này của chúng ta đó có một cái mức giảm nhẹ và giảm nhẹ cái mức gọi là khoảng là 0,2% ha. Đó, tức là sao? Tức là mặc dù cái mức CPI tháng này nó giảm so với tháng trước, nhưng mà nó lại tăng so với cái kỳ vọng dự đoán của Fed. Đó, và cái việc giảm so với tháng trước, đúng, chúng ta thừa nhận, phải thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng là giảm so với tháng trước thì chúng ta tích cực. Nhưng mà tăng so với kỳ vọng là 8,1% của Fed, thì điều này chứng tỏ là những cái biện pháp áp dụng lãi suất của Fed bây giờ dường như là chưa đạt được hiệu quả đối với những người đang quản lý ở Fed, đúng không? Bây giờ họ liên tục đưa ra cái việc tăng lãi suất, họ liên tục họ đưa ra những cái giải pháp để mà có thể kìm hãm lại cái việc lạm phát, và kỳ vọng của họ là 8,1%. Nhưng mà cái con số đưa ra lại là 8,3%. Đó, thì tức là sao? Tức là nó vượt ngoài cái dự đoán của họ. Vì vậy nên thị trường của chúng ta đã phản ứng một cách rất điên cuồng vào ngày hôm qua anh em. Và không chỉ như vậy đâu, chúng ta còn có một cái chỉ số khác, đó chính là chỉ số CPI lõi. Ở đây tức là trừ đi cái mặt hàng dễ biến động nè, như là nhiên liệu mà thì lương thực phẩm, thì tăng từ 5,9 lên tận 6,3 và vượt ra ngoài dự đoán 6,1, tức là 0,2% luôn. Đó, vì vậy nên anh em thấy cái việc mà vượt ra ngoài kỳ vọng của Fed, bất chấp Fed đã tăng một cái mức lãi suất gọi là 0,75% rồi, thì thị trường của chúng ta đã chịu một cái mức biến động rất kinh khủng vào ngày hôm qua. Ở đây là cái dữ liệu mình ghi nhận từ sáng, từ thấp nhất vào ngày hôm qua là tầm ở mức là gần 20.000 đô đi. Và ngày hôm qua nếu anh em nào theo dõi ở tầm khoảng 7 giờ rưỡi ngày hôm qua đúng không? Khi mà vừa ra một phát thì BTC đã cắm đầu từ khoảng là 22.800 đô, cắm thẳng xuống 20.700 đô và không có bất kỳ một cái lực hồi phục lên nào cả. Và cho đến 2 tiếng sau chúng ta đã có một cái lực bán rất mạnh tiếp theo, từ 20.700 đô xuống còn 20.100 đô. Đó, và bây giờ hồi nãy như mình mới vừa trình chiếu cho anh em là bây giờ BTC vẫn chưa có bất kỳ một cái động lực hồi phục nào và vẫn đang dập dình ở cái ngưỡng gọi là 20.300 đô. Tức là cái điều này á, cái sự kiện này nó y chang như cái bài phát biểu của Fed ở Jackson Hole tầm khoảng 2 tuần trước vậy, khiến BTC có thể gãy từ khoảng là 20.700 đô xuống còn 18.500 đô vậy anh em. Nó rất là kinh khủng và nó rất là nhanh chóng. Đó, thì cái việc này, ngay khi cái CPI này đưa ra nè, thì mình muốn chia sẻ cho anh em thêm một cái nữa. Tức là đa số chúng ta đều biết được rằng là ok, bây giờ đã vượt ra ngoài cái dự đoán của Fed rồi, thì chắc chắn Fed sẽ tăng 0,75% đúng không? Nhưng mà ngày hôm qua khi mà Fed đưa cái tin này ra đó anh em, thì anh em theo dõi trên Twitter, những cái cộng đồng mạng xã hội đó, thì bây giờ họ đang dự đoán cái mức mà Fed tăng 0,75% với cái mức mà Fed tăng 1% anh em. Thì ngày hôm qua trước cái tin CPI này nè, đó, trước cái tin CPI này thì chỉ đang dao động ở một bên gọi là khoảng là 19%, còn một bên còn lại là 81%. Nhưng mà sau khi cái tin CPI này đưa ra thì bây giờ anh em biết là cái tỷ lệ dự đoán chênh lệch, là những cái người mà họ tin rằng á, họ dự đoán là Fed tăng 1% á, nó lên tới 49%, và 0,75% thì nó lại đang dừng ở mức là 51%. Và đã cũng có rất nhiều chuyên gia kinh tế và rất nhiều những cái cựu cố vấn của Fed như ông Larry Summers đó anh em, thì họ đang thúc đẩy, họ đang kêu gọi Fed là hãy tăng 1% đi. Đó, thì cái điều đó nó gây ra một cái sự hoảng sợ rất rất hoảng sợ đối với các nhà đầu tư. Ngay khi cái chỉ số CPI này đưa ra, nó hoàn toàn đi ngược kỳ vọng lên cộng đồng hết. Tại vì ai cũng nghĩ là ok, giá dầu giảm rồi, lương thực thế này, chỉ số thế này thế kia, thì chắc chắn là CPI là sẽ tích cực rồi. Và dĩ nhiên là
sẽ tích cực như vậy thì chắc chắn thị trường của chúng ta sẽ bình yên, nhưng mà cuối cùng lại đi ngược lại hết đó. Và không chỉ thị trường crypto của chúng ta đâu, mà anh em thấy ngày hôm qua chứng khoán, khi mà chúng ta xét về những cái chỉ số như là Nasdaq, như là S&P 500 đều giảm ở mức gọi là từ 4% tới 5%. Mà anh em nghĩ một cái thị trường chứng khoán lớn như Mỹ vậy và biến động nó không có phải là quá là dữ dội mà giảm từ 4 tới 5% thì nó kinh khủng như thế nào, đúng không anh em? Đó, và từ đây tới khoảng là ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái gì nữa. Chúng ta sẽ vẫn còn có những cái sự kiện rất lớn ở trong tháng này, như là The Merge vào ngày mai nha anh em. Vào ngày mai, tầm khoảng trưa mai thì chúng ta sẽ có The Merge. Và trước khi có The Merge của Ethereum, mình cũng đã nói quá nhiều về chủ đề này và cũng đã giải thích kỹ lưỡng cho anh em, thì chúng ta đã có một cái tin tức ở mặt quy mô quốc gia khác để mà có thể ủng hộ cho Ethereum vào thời điểm hiện tại. Đó chính là ngân hàng Trung ương Na Uy anh em, là họ đang xây dựng một cái CBDC, tức là một cái đồng tiền kỹ thuật số của riêng họ, của ngân hàng Trung ương riêng họ đó. Thì họ lại dùng công nghệ của Ethereum, và cái tin tức này được đưa ra trước ngày The Merge. Đó, thì mình không biết là liệu sẽ có một cái bản nào xảy ra cho Ethereum hay không. Nhưng mà xét trên cái bối cảnh hiện tại, ở cái video đợt trước mình cũng đã làm ra một cái để mà tách cho anh em ra cái kịch bản giữa Ethereum sẽ ra sao sau The Merge, giữa bên ủng hộ phe tăng giá và bên ủng hộ phe bán ha. Và trong cái bối cảnh hiện tại thì liệu cái cục diện này nó có thay đổi hay không thì mình không biết được, tại vì mình không có biết được tương lai là Ethereum sẽ tăng giá hay là sẽ giảm giá sau The Merge cả. Nhưng mà nhìn chung lại thì The Merge vẫn là một cái sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của Ethereum. Nó trở thành một cái đồng coin nếu mà lần đầu tiên chuyển đổi cái cơ chế đồng thuận từ Proof of Work sang Proof of Stake, một cái điều mà chưa có một dự án nào làm được, kể cả Bitcoin luôn. Đó, vì vậy chúng ta hãy rất là mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến đối với Ethereum. Và dĩ nhiên rồi, ai cũng mong chờ thị trường sẽ hồi phục trở lại, đúng không? Và The Merge sẽ là một cái gì đấy, một cái sự kiện gì đấy để mà có thể kéo vực về thị trường trở lại, thì cái đó là điều mình mong muốn. Nhưng mà thực tế xảy ra thì mình không biết được ha anh em. Rồi, và ở cuối video này thì mình cũng muốn nhắn gửi đến cho anh em một cái tin cũng khá là quan trọng trong ngày hôm nay. Là vào tuần trước mình có cảnh báo cho anh em, đúng không? Cảnh báo mình có đề cập đến cho anh em là chúng ta hãy tránh xa Luna, chúng ta hãy tránh xa LUNC, và chúng ta hãy tránh xa những cái gì mà liên quan tới hệ sinh thái Terra và bất kể những cái gì liên quan tới Dogon. Và cái lời cảnh báo đó không phải là thừa anh em, mình mới cảnh báo một tuần trước cũng trong một cái video điểm tin như thế này đây. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái tin cũng khá là chấn động khi mà tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ Dogon rồi. Và cái hành động này, nếu mà ở trên cái quan điểm của mình nhìn nhận cái hành động này ra sao, thì đây là một cái hành động cũng không quá là bất ngờ. Tại vì là trước đây anh em thấy khi mà hệ sinh thái Terra sụp đổ đó, thì cũng đã có những cảnh sát của Seoul, chúng ta cũng đã có những công tố viên, chúng ta cũng đã có là những luật sư ở Hàn Quốc, nói chung là tất cả giới chức của Hàn Quốc đều điều tra về Dogon và những cái nhân viên ở trong Terraform Lab, đúng không? Thì cái hậu quả này là một cái hậu quả, đưa ra một cái lệnh bắt giữ thì nó là một cái kết quả tất yếu mà thôi. Nhưng mà cái quan trọng mình nhìn ra được ở đây đó chính là sao? Đó chính là giữa cái việc cái bản chất về công dân của Dogon trước và sau cái sự việc này. Tức là trước cái sự việc này thì Dogon không phải là tội phạm anh em, đúng không? Là ông chỉ bị điều tra để mà kết hợp kêu gọi điều tra thôi về cái sự việc sụp đổ của Terra. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn nhận rằng là sau khi cái lệnh này được đưa ra, đó, sau khi cái lệnh này được đưa ra, và ở đây mình có nêu rõ nè, là văn phòng công tố tuyên bố lệnh bắt giữ sẽ có thời hạn là 1 năm. Tức là sao? Tức là truy nã toàn cầu đó anh em. Anh em phải hiểu là truy nã toàn cầu, và bàn giao cho tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol thi hành. Đó, vậy thì trước đây điều tra hay sao không biết, nhưng trước đây Dogon không phải là tội phạm. Nhưng mà sau cái lệnh bắt giữ của tòa án thành phố Seoul Hàn Quốc, thì bây giờ Dogon, CEO của Terra, đã chính thức thành tội phạm rồi ha anh em. Thì cái điều này nó đã gây ra một cái cú sốc rất là lớn đến cho giá của LUNC và giá của Luna ở trên thị trường. Thì anh em thấy bây giờ đó, ngay tại thời điểm mình thực hiện cái video này, đã đâm khá là mạnh rồi, đâm khá là mạnh. Đó, ngay khi cái tin tức đưa ra là tầm khoảng là 1 giờ, ngay tầm khoảng này, thì bây giờ vẫn đang đâm khá là mạnh. Và tuần trước thì mình cũng đã thấy rất nhiều anh em cũng FOMO những cái con này khi mà nó đã bay, nó bay ngược bảo BTC hay sao đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới bắt đầu thấy được cái hậu quả của nó đem lại ha anh em. Đó, khi mà thị trường bây giờ, thị trường đồng ý, thị trường đã đâm rồi. Nhưng mà mình chắc chắn một điều là bây giờ với cái việc mà CEO Dogon bị triệu tập như vậy, đúng không? Triệu tập như vậy, bây giờ Luna và LUNC sẽ đâm, và ngay sau khi thị trường phục hồi thì những cái con như thế này nó vẫn sẽ đâm tiếp mà thôi. Và những anh em nào mà né được, chúng ta không nên quan tâm đến những dự án như thế này. Còn những người mà họ vào những dự án như thế này thì mình xin chia buồn cùng họ ha, vì mình đã cảnh báo anh em vào tuần trước rồi. Đó, ở đây anh em thấy là giá của LUNC cũng đâm khá là mạnh.
giảm khoảng là 22%. Và trước khi cái có cú giảm này là mấy ngày trước là cũng đã giảm rồi anh em. Rồi ha. Và tiếp đến chúng ta cũng có một cái biểu đồ khác đây, cái biểu đồ của Luna. Luna thì chịu thiệt hại nặng nề hơn, tại vì LUNC thì Do Won đã bỏ rồi, không có làm nữa. Và ông đã chuyển sang một cái đồng mới, gọi là đồng Luna mới, đồng Luna 2.0 đó, và đổi, và cái đồng cũ sẽ đổi tên thành LUNC. Thì cái đồng Luna mới này cũng đã đâm khá là mạnh trong hôm nay rồi, rất mạnh luôn, chứ không phải khá mạnh nữa, 36%. Đó thì cả hai cùng dắt nhau xuống địa ngục mà thôi. Rồi, mình nghĩ rằng cái video của này cũng khá là dài rồi, nên mình cũng sẽ xin dừng, tạm dừng tại đây ha. Và hẹn gặp anh em vào tuần sau. Và anh em đừng quên nha, ngày mai sẽ là ngày của The Merge, và chúng ta hãy cùng chờ đón xem là sau khi sự kiện The Merge được kích hoạt, Ethereum tiến lên Proof of Stake thì chúng ta sẽ có gì. Và anh em, và cho đến bây giờ anh em nào vẫn đang băn khoăn về kịch bản của Ethereum, anh em có thể comment ngay bên dưới để mà có thể cho mình biết thêm ý kiến của anh em nha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt anh em nha.